Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu thành phố mới Bình Dương, và đây là công viên thành phố mới Bình Dương, và các bạn cùng đi tham quan khu công viên với mình nha. Đây nha các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, và còn đây là đường chính đi xuống thành phố Hồ Chí Minh này. Và đây là cái chỗ gửi xe của công viên này. Đây là cái cổng để vô này. Đó, đây là cái chỗ gửi xe nha. Và tiếp đến phía trong đây là cái cổng để vô công viên. Công viên ở phía trong này rất là đẹp luôn nha. Không chỉ có quan cảnh và công viên đẹp mà còn có cái mình tập thể dục và có sức khỏe nữa. Đi ban đêm á, cái ánh điện ở đây này, trời ơi nhìn đẹp lắm luôn á. Ôi trời ơi. Đây nha, cảnh báo là có thể có điện, có nguy cơ giật điện nha. Mình nên cẩn thận hơn. Chấp nhất luôn. Ôi trời ơi. Trời này ơi. Khu sâu trong cái khu công viên thành phố rồi này. Đó, đây là cái hồ nước. Và mọi người đang đi chơi khu công viên và đi chơi picnic này. Ngày chủ nhật chỉ có thời gian nghỉ ngơi thì có thể đi tham quan này. Cảnh ở đây rất là tuyệt luôn. Thích hợp cho những người mà công việc bận rộn, và qua đây là nơi yên tĩnh để thư giãn luôn. Đấy nha. Trời ơi, cái cây này đẹp ghê luôn á. Ấy, cây này là cây gì đấy ta? Mình cũng không biết luôn. Wow. Ở đây có rất là nhiều cá luôn này. Rồi, nước trong xanh luôn. Khỏi chê luôn. Ê, họ đang đánh cái gì cho Hoàng? Đó. Đó. Ừ, đúng rồi. Đây công viên thì người ta cũng có cái biển là cảnh báo môi trường. Mình đi chơi công viên là mình nhớ để rác đúng nơi quy định. Còn đây cái nhà vệ sinh. Đây là rất là tiện luôn. Đây cái cây này là cái cây cảnh này. Ở công viên này, khu này rất là yên tĩnh luôn. Đó. Trời, những cặp đôi yêu nhau thì thường qua chỗ này thì rất là hợp luôn. Và gia đình cũng vậy. Ở đây là người ta hay tổ chức những cuộc chơi picnic. Đây là cái chỗ mà người ta phun này. Khi mà cái nước vòi nước này tắt đi thì người ta cũng có thể chụp hình cưới được luôn. Đó. Ban đêm thì cái chỗ này rất là đông luôn. Bởi vì buổi chiều á, người ta cho thuê xe này, thuê xe chỗ mà mình có thể trượt băng, với lại thuê xe đạp này. Bây giờ cũng có trò thuê được nhưng mà rất là nắng luôn. Đó.
toàn là cây cối luôn á, trong này. Đây là cái thác nước này, nhưng mà người ta khi nào mà có dịp lễ thì người ta sẽ phun nước vô chỗ cái thác nước này này, cái hồ này á. À, toàn bông súng mà cảnh rất là đẹp luôn. Phun nước ở chỗ này rất là đẹp lắm nha. Đó. Thông cảm cho mình nha, mình quay buổi trưa rất là nắng luôn. Rồi, picnic của mình nhờ xoài nè, nước ngọt nè, đầy đủ luôn. Đó, đây là gia đình nhỏ mình. Nè, trời Nga ơi, chấm muối, chấm xoài không à trời. Người ta ăn ủi, ủi ngon lắm á. Bon bon cũng ngon. Đó, cái ông kia. Của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.